Món cuốn là một trong những nét đặc trưng của ẩm thực truyền thống Việt Nam. Làm món cuốn không khó. Tuy nhiên, để có những món cuốn thực sự hấp dẫn và đảm bảo an toàn thực phẩm thì không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có những người thực sự đam mê với loại đặc sản này và có bàn tay khéo léo cộng với sự sáng tạo mới có thể làm nên các món cuốn cách điệu và làm say lòng các thực khách. Ở Việt Nam có hàng chục loại món cuốn, tùy theo từng vùng miền lại có món cuốn đặc trưng. Tuy nhiên, một số món cuốn tiêu biểu thì ở nơi nào cũng được ưa chuộng. Món cuốn đầu tiên có thể kể đến là nem bò cuốn cải. Món ăn này chính là biến tấu của bò cuốn lá cải, vẫn xuất hiện ở các nhà hàng. Nếu bò cuốn cải bị coi là món ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thì nem bò cuốn cải lại là món an toàn vì cách chế biến rất riêng và rất cẩn trọng của đầu bếp. Nguyên liệu cho món cuốn này vẫn bao gồm các loại rau như dứa, ớt, cà rốt, chuối, gừng được thái thành sợi nhỏ. Cùng với đó là thịt bò và rau cải. Tuy nhiên, thay vì nhúng tái bò thì người nội trợ nên tẩm ướp thịt bò, sau đó thái thành từng miếng to, đem áp chảo cho bò vừa chín tới, sau đó mới thái thành các miếng nhỏ bằng đầu đũa. Việc làm chín thịt bò sẽ giúp người ăn tránh nguy cơ nhiễm ấu trùng sán, vốn có rất nhiều trong thịt bò chưa được nấu chín. Thịt bò áp chảo vừa thơm vừa ngọt, chứ không khó ăn như thịt bò tái. Sau khi làm chín thịt bò, chúng ta cho các loại rau vào cuốn cùng bằng lá rau cải. Có thể trang trí và làm chặt món cuốn bằng một lá hành được luộc sơ buộc bên ngoài. Món cuốn này sẽ rất hấp dẫn nếu ăn cùng với nước mắm me. Món thứ hai đó là nem cuốn tôm thịt. Đây là món cuốn khá cầu kỳ với nguyên liệu bao gồm tôm, thịt nạc thăn, bún, các loại rau sống như húng bạc hà, lá cần tây. Còn các loại rau thái chỉ là dưa chuột và cà rốt. Tôm được cho vào luộc chín, sau đó bóc vỏ, bỏ đầu, làm sạch. Thịt nạc thăn cũng được luộc chín, sau đó thái thành từng miếng nhỏ bằng đầu đũa. Cuối cùng là cho các nguyên liệu vào lá đa nem và cuốn chặt. Có thể nói đây là một món ăn cuốn rất được ưa chuộng trong ngày hè. Có thể ăn thay các món bún vì nó đầy đủ thành phần dinh dưỡng như đạm từ tôm, thịt, chất xơ từ rau và tinh bột từ bún. Món cuốn này ngon nhất khi được thưởng thức cùng với nước chấm chua ngọt. Món cuốn thứ ba là phở cuốn bò. Đây là món cuốn biến tấu của phở cuốn thông thường. Nguyên liệu của món ăn này gồm thịt bò, cần tỏi tây, rau mùi, cà rốt thái sợi và lá phở cuốn. Thịt bò không để miếng to hay thái dài như các món cuốn khác mà được tẩm ướp với các gia vị như hạt nêm, dầu hào cho vừa ăn.
Để làm được món cuốn này, người nội trợ cần xào chín thịt bò với cần tỏi tây. Sau đó dùng bánh phở cuốn cùng các nguyên liệu khác như rau mùi, cà rốt. Món cuốn này rất thơm ngon, hấp dẫn và dễ ăn. Có thể nói, với các món cuốn như nem bò cuốn cải, nem cuốn tôm thịt, phở cuốn bò mà đầu bếp vừa trình bày, thực khách có thể yên tâm vì các nguyên liệu hầu như đã được làm chín. Riêng phần rau sống, người nội trợ cần sơ chế kỹ càng để hạn chế nguy cơ nhiễm giun sán. Mỗi miền lại có một vài món cuốn đặc trưng, ví dụ như nem cuốn tai heo, nem chả kiểu Bắc, cuốn thịt nướng của miền Trung và cuốn kiểu bò bía Nam Bộ. Mỗi người nội trợ có thể làm mới món ăn cũ bằng nhiều hương vị khác nhau qua cách chọn các loại rau thơm làm điểm nhấn, hay dùng bánh phở cuốn thay cho bánh tráng, rong biển khô cuốn kiểu Hàn Quốc, Nhật Bản. Món cuốn ăn nóng hoặc nguội tùy theo nguồn thực phẩm chúng ta lựa chọn, từ thịt ba chỉ luộc, gà xé phay, bò áp chảo cho đến cá hấp, bò nướng. Sự kích thích khẩu vị của thực khách từ món ăn này không chỉ ở cách trang trí của đĩa rau đẹp mắt, mùi thơm dậy lên từ thực phẩm, sự cay nồng hay chua ngọt của nước chấm, mà còn từ sự chủ động của người ăn qua việc vừa chiên, nướng, vừa cuốn vừa ăn. Bí quyết của món ăn này nằm ở sự kết hợp của các hương vị thực phẩm, các loại rau tươi, rau thơm và đặc biệt là kỹ thuật pha chế nước chấm chua ngọt hay nước dùng từ thịt được sáng tạo bằng đủ loại gia vị, sao cho làm dậy mùi thức ăn, tôn vinh giá trị dinh dưỡng của rau quả tươi xanh và các loại thịt, cá,